Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Liên quan đến sự việc phát hiện pate có giòi bọ lúc nhúc tại quán bánh mì chảo, cột điện quán, cơ sở Thái Bình, địa chỉ tại Vincom Plaza, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã liên hệ để làm rõ thông tin và xử lý theo quy định. Luật sư Hoàng Anh Sơn, Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Luật An toàn thực phẩm 2010, khái niệm an toàn thực phẩm như sau: An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Đối với trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì sẽ dựa vào tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý vi phạm khác nhau. Đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, phải bồi thường và khắc phục hậu quả nếu gây ra thiệt hại. Theo Điều 4, Nghị định 115-2018 NDCP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124-2021 NDCP, thì đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp khác theo quy định của Nghị định 115-2018-NDCP. Đối với hành vi bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm cho người khác mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cũng liên quan đến sự việc này, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán đã chính thức thông tin. Cụ thể, trên fanpage của Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán ghi, đầu tiên, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự việc xảy ra tại Cột Điện Quán Thái Bình, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở Thái Bình, ban quản trị đã ngay lập tức cử cán bộ giám sát tới kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, từ nguyên liệu tới quy trình bảo quản, chế biến. Theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo, pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra, cắt và dán. Nguyên liệu này được nhập từ tổng hệ thống. Phía thương hiệu này lý giải, việc khách hàng phát hiện dòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate tại cơ sở Thái Bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đơn vị này đã gọi điện xin lỗi bà khách hàng. Liên quan đến vụ việc phụ huynh của trường mầm non Việt Úc ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh về việc con mình bị cô giáo tác động trong lớp học, bà Hà Kim Thoa, chủ tịch hội đồng trường và Nguyễn Thanh Thanh, hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn đúng sự thật. Bà Nguyễn Thanh Thanh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh để làm rõ mọi vấn đề liên quan. Bà Thanh thông tin, theo quy định, phân công của nhà trường thì mỗi lớp có hai cô giáo. Trưa 26 tháng 4, bà ngoại của cô giáo chung lớp với cô Cao Quỳnh Như mất nên cô giáo kia xin về lo hậu sự. Trong lớp chỉ còn lại cô Cao Quỳnh Như vào giờ ngủ trưa của trẻ. Đến đầu giờ chiều, nhà trường đã phân công một cô giáo khác hỗ trợ cô Như. Đáng tiếc sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ, trong lớp chỉ có mình cô Như. Bà Thanh nói, hội đồng trường và ban giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên Lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc, phía nhà trường đã có cuộc họp với toàn bộ giáo viên của trường để nhắc nhở chấn chỉnh. Nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn, tự động nhận diện hành vi để phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Còn bà Hà Kim Thoa thông tin, về phía cô Cao Quỳnh Như đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết, thực hiện các thủ tục liên quan. Cô Như đã công tác tại trường được 5 năm, phía nhà trường rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra và đang phối hợp với cơ quan công an cũng như phía phụ huynh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ở một diễn biến khác, nhà chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK, cháu bé bị cô Cao Quỳnh Như tác động, bị hai đối tượng ném chất bẩn vào cửa nhà, khiến gia đình lo sợ. Bà Hà Kim Thoa khẳng định trường mầm non Việt Úc không liên quan đến hai thanh niên đến nhà của cháu ca yêu cầu gia đình rút đơn và vụ việc ném chất bẩn vào nhà cháu ca. Nhà trường cũng đã chủ động thông tin đến cơ quan công an khi biết sự việc. Hiện vụ việc đang được công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị xác minh, điều tra xử lý. Chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK cho biết, cơ quan công an đã mời chị làm việc và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ việc. Hiện vết thương trên mặt cháu ca đã lành nhưng cháu vẫn bị rối loạn hoảng sợ. Gia đình vẫn cho cháu ca nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe. Chị Uyên chia sẻ, gia đình chúng tôi mong muốn vụ việc được điều tra sáng tỏ, xử lý trách nhiệm những người có liên quan, không để tình trạng trẻ bị bạo hành tại trường học tiếp tục xảy ra. Trước đó báo Công an nhân dân đã có bài viết phản ánh việc cháu HDK, sinh năm 2019, học lớp trồi 3 trường mầm non Việt Úc bị cô giáo tác động trong lớp học. Sau khi gia đình có trình báo đến cơ quan chức năng thì có hai người đàn ông có nhiều hình xăm trổ xuất hiện tại nhà đề nghị phía gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an cũng như các cơ quan chức năng. Ngày mùng 10 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết Sở đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả xác minh nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực bãi Kinh. Theo đó, chị Nguyễn Diệu Linh, 29 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phản ánh chiều mùng 2 tháng 5, cùng hai người bạn đến bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, thuộc quản lý của khách sạn Kaisamaya để vui chơi. Tại đây, nhóm chị thuê thuyền súp chèo ra biển giải trí. Trong lúc trèo chiếc súp gặp sự cố bị lật. Thấy bạn bị sóng cuốn vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ, chị Linh kêu cứu nhân viên động mô tô nước gần đó. Người này ra giá 200.000 đồng để tới hỗ trợ, được nữ du khách đồng ý. Tuy nhiên, khi chạy mô tô nước ra, anh ta chỉ kéo thuyền mà không vớt người. Giữa chị Linh và tài xế mô tô nước sau đó xảy ra tranh cãi, nữ du khách cầm điện thoại quay hình. Theo chị Linh, người lái mô tô đã xông đến dùng tay đánh vào tay trái của mình. Nhóm du khách sau đó đến phản ánh với lễ tân của khách sạn Kasamaya. Sau khi về lại Hà Nội, Chị Linh đi khám, phát hiện bị thủng màng nhĩ tai bên trái và đã đăng tải vụ việc bị hành hung lên mạng xã hội. Bước đầu, công an Ninh Hải xác định người đánh chị Linh là Phạm Đình Dương, 31 tuổi, trú tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, làm dịch vụ cho thuê mô tô nước. Dương đã bị công an triệu tập. Công an huyện Ninh Hải cũng đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị Linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị Linh. Hiện nay, vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu viện pháp y trung ương, giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Bãi Kinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị dừng tổ chức hoạt động trao thuyền súp trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định liên quan đến sự cố vỡ tấm kính một quán cà phê ở Hà Nội làm nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị đa chấn thương. Sau hơn 20 ngày gặp tai nạn hy hữu, nữ bác sĩ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt hơn và đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sáng 11 tháng 5, chia sẻ về tình trạng của chị Lý, bác sĩ Trần Quang Trung, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện sức khỏe của Lý tiến triển tốt hơn. Theo bác sĩ Trung, Chị Lý được chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng, tổn thương tủy sống, làm hai chân liệt hoàn toàn, chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương ổ bụng. Đặc biệt, tai nạn khiến chị Lý bị gãy trượt đốt sống, chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khẩn trương phẫu thuật, giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch. Cách đây vài ngày, Chị Lý tiếp tục được phẫu thuật lần 2, hiện các ca mổ cần thiết đã xong. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần nữa, nếu không có biến chứng khác, chị Lý có thể ra viện. Theo bác sĩ Trung, mặc dù sức khỏe chị Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên rất khó có khả năng hồi phục hoàn toàn. Do tai nạn nặng khiến tủy ngực tổn thương nên chị Lý mất cảm giác, liệt hai chân và đại tiểu tiện không tự chủ. Việc điều trị tích cực có thể giúp cô sau này có thể ngồi và đi xe lăn. Bác sĩ Trung chia sẻ, việc chăm sóc bệnh nhân sau này sẽ có nhiều khó khăn cả bệnh nhân và người nhà phải nỗ lực vượt qua, đặc biệt là bệnh nhân. Khi trải qua cú sốc lớn như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy, gia đình và người thân cần động viên, quan tâm hơn rất nhiều. Trước đó vào tối 20 tháng 4, chị Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Lúc này trời đổ mưa rông, một tấm kinh lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị. Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng cũng liên quan đến vụ việc này. Trước đó, đại diện chuỗi cà phê trên cho biết do chị Lý bị đa chấn thương và mổ xong nên chưa biết thời điểm ra viện. Vị này chia sẻ, rất may đến nay chị Lý đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi cũng chuẩn bị gặp mặt gia đình chị Lý để có thể chia sẻ trách nhiệm và tìm hiểu thêm mong muốn của gia đình chị Lý. Được biết, chị Lý đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội. Vừa qua, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã đến thăm và động viên bệnh nhân cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất yên tâm điều trị. Thứ trưởng Thuấn yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa, sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ. Tối mùng 9 tháng 5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc thông tin liên quan tới sự cố được phản ánh trên báo chí. Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngày 9 tháng 5 trên một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, người bệnh có tên viết tắt là NTML, 36 tuổi, chú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái. Trước sự việc trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chủ động chỉ đạo để có báo cáo làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, tập thể theo đúng quy định. Đồng thời bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rút kinh nghiệm về sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế, có biện pháp để không xảy ra các sự việc tương tự. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trên địa bàn trong triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao an toàn người bệnh, phòng tránh các nguy cơ sự cố y khoa theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về Bộ Y tế trước ngày 12 tháng 5.